chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay ạ. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ thác nước hàng đậu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Thác nước hàng đậu là một địa điểm tham quan ở Hà Nội mình nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân là ở Hà Nội thì nha. Nói chung là lưng của bầu và chân. Sao? Thác. Thác. Ở Hà Nội có thác mà. Thác một suối mà. Nhưng mà nó xa. Ở Ba Vì ấy, Ba Vì có suối ấy. Này có nói thật không đấy, chị bị nhắc là chưa đấy. Mẹ làm ra cầm quá đắt ra nói. Con bé mình đang sổ màu xám nha. Alo ạ. Sau màu xám thì mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Ra ngoài ngõ kia có sóng không ta? Cẩn thận nó bắt tội.
của ta. Mấy giờ nhỉ? Mấy giờ nó nghỉ? Đây nha mọi người ơi, đây là ba bầu của mình nha. Sau ta bắt nó đi lấy, ta bắt nó đi ra mọi người. Giờ nó nghỉ, 11 giờ nó nghỉ đây. Mình 11 rưỡi à? Cho đi mà lấy. Đơn của nhà anh đưa vậy không? Tôi thấy mà làm. Có lẽ chả đi qua. Chả thương em. Đây rồi, thằng con đây rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại.